Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em cài rất nhiều những chiếc vang số, có cả những chiếc vang số của các anh em gửi đến căn trình, cũng như là những chiếc vang số mà em làm theo cái đơn đặt hàng của các bác anh em. Từ vang số cao cấp như là MK9000 cho đến những chiếc vang số bình dân như là Shiso Q600T, hàng mới chính hãng, và những chiếc vang số mà của các anh em gửi đến căn trình. Thì trong số những chiếc vang số mà các anh em gửi đến căn trình cũng như là các anh em đặt hàng ấy, thì là có rất nhiều những chiếc vang số của các anh em mà trước đây cũng đã gửi cho em để em căn chỉnh lại rồi. Như là chú em mà gửi cho em chiếc vang số X12 này. Đây là chiếc vang số X12 Plus, và trước đây chú đã gửi cho em chiếc vang số 1080M hàng bãi. Và sau khi em căn chỉnh lại chiếc vang số 1080M hàng bãi thì chú cũng rất là ưng ý với chiếc đầm em làm, và lại tiếp tục gửi cho em chiếc vang số X12 Plus để căn chỉnh lại. Và một chú em ở Hà Nội thì có gửi cho em chiếc vang số Theta K3 cộng, chiếc vang số màu tím này là chú ấy đang sử dụng cho cái một bộ dàn mà đang sử dụng một đôi loa BMB2000C hàng Trung Quốc, một cục đẩy 4 kênh dùng cả nâng tiếng nữa. Nhưng mà chiếc vang số của hãng Theta này phần nhạc rất hay, cho nên em nghĩ rằng sau khi em cài lại thì có lẽ rằng là nên bỏ cái nâng tiếng idle này đi. Bởi vì khi chúng ta làm nhạc tốt ở trên vang số rồi thì cái chất âm của cái phần music ở trên vang số ấy, nó có độ sạch sẽ, chi tiết, mềm mại và nó dễ nghe hơn rất nhiều so với những chiếc nâng tiếng. Nâng tiếng nó chỉ như vậy là hỗ trợ được cái giải bát và cái giải chép. Các bác và anh em thích nghe nhiều bát nhiều chép có thể là tự ý tăng được thôi, chứ còn cái chất âm tổng thể khi mà dùng nâng tiếng thì rất là khô cứng và khó nghe. Thì cái hiện tượng của chiếc vang số này thì như là các bác và anh em thấy được rằng là mic hát thì nghe nhạc thì chưa hay, dư rất nhiều bát. Bởi vì đặc tính của loa BMB thì nó dư bát rồi, mà đặc biệt là các cái dòng loa hàng nhái, hàng dựng thì lại càng dở về cái phần âm bát. Chép thì chói, thì cái dòng mà loa dựng, loa giáp thì thường thường là chép nó cũng hơi chói rồi, dư bát và chép chói. Đấy là đặc tính của những cái dòng loa mà nó chưa tốt, là loa dựng, loa giáp thì phần bát là như vậy, có khi nhiều nhưng mà lại không mềm, không tròn, không gọn. Phần trung cao và phần chép thì có lẽ là hơi rát, hơi chói. Và mic hát nặng, vẫn rú rít, và không gian là 2m2. Thế thì đối với dòng Theta từ K3 cho đến K6, K7 thì em căn chỉnh rất nhiều. Và em cũng bán thì phải nói rằng là khi các bác anh em gửi vang số Theta cũng như là mua vang số Theta của em thì đều hài lòng với chất âm em làm. Thì có lẽ rằng là cũng chú em này cũng sau khi nhận lại chiếc vang này có lẽ rằng là cũng hài lòng với lại chất âm ở trên chiếc Theta này. Và một chú em ở Bắc Giang thì chú có gửi cho em một chiếc vang số của hãng TS Audio, modem là VDUC 12. Thì tới đây em sẽ có một video clip chia sẻ với các anh em về cái phương pháp căn chỉnh cái dòng vang số này của hãng TS Audio với cái modem là VDUC 12. Và một chú em ở Thái Bình thì chú có đặt em một chiếc vang số Shiso Q600T. Thì chú này chú nói chuyện là chú theo dõi kênh Thanh Hồng Audio rất lâu rồi, mấy năm rồi. Và chú tin tưởng chú đặt cho em một chiếc vang số Shiso Q600T. Thì ở Thái Bình cũng có rất nhiều anh em bán vang số cũng như là các thiết bị âm thanh, nhưng mà bác ấy lại tin tưởng Thanh Hồng đặt một chiếc vang số Shiso Q600 hàng mới chính hãng. Và tí nữa thì em sẽ test về cái chất âm để mà so sánh giữa chiếc vang số của Shiso Q600T và chiếc Theta K3 cộng, bởi vì là chú em này cũng đang sử dụng đôi loa BMB hàng dựng, và như vậy là cái chú em mà đặt chiếc vang số Shiso Q600T này cũng đang sử dụng một đôi BMB, cũng là cái hàng dựng thôi, đang dùng một chiếc âm ly 506 và một đôi BMB hàng dựng chứ không phải hàng xịn. Thì tí nữa em sẽ test chất âm ở trên một cái cấu hình, trên một bộ mic, thì sẽ dùng cái bộ mic này, sẽ dùng cái bộ mic Bayer này để test cho hai chiếc vang số là chiếc Q600T và chiếc Theta K3 cộng, để các bác thấy được rằng là khi mà test chất âm của hai chiếc vang số ở trên một đôi loa BMW thì xem cái chất âm như thế nào. Và một chú em ở Hà Nội nữa, chú có đặt em một chiếc vang số MK9000. Thì cũng có một bác ở An Giang, thì cái bác An Giang thì cũng đặt em cách đây mấy ngày rồi, và em cũng căn chỉnh rất là kỹ càng để mà chuẩn bị gửi cho cái bác ở An Giang. Và bác ở An Giang thì bác ấy có đặt một bộ mic LR Sun này,
Thì tí nữa em sẽ lại test thử chất âm ở trên hai chiếc vang số cùng hãng, cùng đời, cùng sơ di, cùng modem, và trên hai thiết bị khác nhau, hai đôi loa khác nhau. Bác ở An Giang này thì bác ấy sử dụng đôi loa JBL hàng xịn, và chú em ở Hà Nội này thì sử dụng một đôi JBL hàng giáp hàng dựng. Thì khi mà căn chỉnh thì mỗi một đôi loa, mỗi một cái tính chất của loa thì sẽ căn chỉnh như thế nào. Thì ở trên cục đẩy audio canter này ấy, thì là cái kênh bên trái này nè, kênh bên trái này là sẽ kết nối với lại chiếc vang của chú em ở Hà Nội, là chiếc MK9000, và sẽ kết nối vào với lại loa JBL hàng dựng. Tí nữa các bác sẽ nghe được cái chất âm của JBL hàng dựng. Còn cái bác ở An Giang thì sẽ kết nối với lại cục đẩy audio canter ở cái bên phải, và sẽ sử dụng cho loa JBL hàng xịn, sẽ sử dụng cho JBL hàng xịn KB4012 hàng xịn. Thì các bác sẽ nghe được cái chất âm khi mà căn chỉnh hai chiếc vang số giống nhau, và sẽ test thử ở trên cùng loại gì, cùng tên JBL, nhưng mà một loại là hàng xịn và một loại là hàng dựng thì thế nào. Thì bây giờ em sẽ thử luôn cái chất âm ở trên cái loa JBL hàng đấy, hàng xịn của cái bác An Giang này, thì sẽ kết nối với lại JBL hàng xịn. Thì bây giờ sẽ kết nối xuống, hiện giờ là đang kết nối ở cái vang của cái bác ở An Giang này, cái vang ở dưới, và sẽ mở cái kênh bên phải của cục đẩy audio canter. Kênh này là kênh kết nối với JBL hàng dựng này, còn đây là kết nối với JBL hàng xịn này, và sẽ sử dụng cái mic LR Sun, là cái mic mà cái bác ở An Giang bác ấy có đặt hàng. Thì đây là cái kênh sẽ sử dụng chiếc loa JBL hàng xịn này để test cho cái bác ở An Giang này, và tí nữa sẽ sử dụng cái loa JBL hàng giáp, hàng nhái này, để mà test cho cái bác, cho chú em ở Hà Nội. Thì bây giờ sẽ thử này, hiện giờ đang kết nối ở chiếc MK của bác ở An Giang này, và sẽ thử ở trên cái loa JBL xịn này. 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 7 8 10 1 1 2 3 4 5 7 7 8 10 4 7 7 2 3 5 1 1 2 1 1 2 4 1 7 7 2 3 5. Bây giờ em gọi cái cấu hình này, bây giờ gọi này, gọi cấu hình số 1 đi để cho nó giống nhau này. Đây là sẽ test ở trên chiếc vang số của các bác ở An Giang này, và sẽ gọi cấu hình số 1 này ra này. Gọi cấu hình số 1 này ra để cho nó giống nhau này. Thử lại một lần nữa để cho các bác anh em nghe được là hiện giờ là đang kết nối với lại chiếc vang số của bác ở An Giang, đang kết nối với kênh bên phải của cục đẩy audio canter, và đang kết nối với lại chiếc loa JBL hàng xịn này. Đây là cấu hình số 1. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2. Và tiếp đến là sẽ chuyển cái mic này lên với lại chiếc vang của cái chú em ở Hà Nội, và sẽ giảm cục đẩy bên này xuống, và giảm tăng cục đẩy ở bên trái lên, giảm cái bên phải xuống, tức là bên phải là kết nối với JBL xịn này. Hiện giờ là kênh bên trái này kết nối với lại JBL giáp này. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 1 1 2 1 1 2. Và cũng sẽ gọi cái kênh số 1 mà làm cho cái chú em ở Hà Nội này, ở cái kênh số 1 này. Bao giờ em làm thì kênh đầu tiên sẽ là cái kênh mà nó sẽ phù hợp nhất với lại cái bộ dàn mà theo cái dự đoán của em. Đây là kênh số 1 này, USER 1. Và đây là cái dây đỏ này, là đang kết nối với JBL, JBL hàng dựng. Bây giờ sẽ thử lại lần nữa này.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Thì rõ ràng là chất âm của JBL hàng hàng nhái này thì không thể bằng JBL hàng xịn này được rồi. JBL hàng xịn thì rõ ràng nó có một cái chất âm mà nó mềm mại, rõ nét ở cái dải dải cao hơn. Và bây giờ sẽ thử như thế này. Bây giờ lại thử là thử loa BMB ở cái bây giờ là loa BMB này, và đây là đang kết nối với lại cái chiếc vang số của cái chú em ở Thái Bình, và sẽ thử bằng cái mic Beyer. Đây là mic Beyer này, và đang kết nối với BMB thì các bác sẽ nghe được là cái chất âm mà em làm cái hiệu nghe cho ở trên cái dòng vang số Siso xem như thế nào. Đôi khi các bác cứ nghĩ rằng là vang số Siso thì là cái e cho nó không hay, không hay, thế nhưng mà nếu như chúng ta biết làm thì Siso vẫn có một chất âm e cho hay, mặc dù là thử ở trên loa BMB thôi. Thì giờ các bác sẽ nghe là cái chất âm của cái bây giờ sẽ tắt cục đẩy dưới đi này, hiện giờ sẽ đấu vào cục đẩy Batty Hall này, và đang đấu với lại cái vang Q600T này, Q600T, và bây giờ đang là cấu hình số 1 này, đang sử dụng cấu hình số 1 và sử dụng luôn cái mic Beyer này, thì các bác sẽ nghe được cái cấu hình số 1 ở trên chiếc vang số Siso Q600 và thử trên loa MB để cho nó tương đồng với lại cái đuôi loa mà bác đang sử dụng. Và đây là cái BMB này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Rõ ràng hiệu nghe cho cũng không đến nỗi. Và bây giờ sẽ chuyển này, đây là cái chân rắc mà đang cắm với lại Q600 này, chuyển lên chiếc vang Theta này. Đây là chiếc vang Theta của chú em ở Hà Nội, và cũng đang sử dụng cho một đôi BMB, BMB hàng bãi, BMB hàng hàng mới, BMB hàng hàng Trung Quốc, BMB hàng Trung Quốc. Và đây là Theta này. Bây giờ sẽ khởi động lại và cũng thử ở trên cái bộ mic Beyer này để các bác anh em có thể là nghe được cái cấu hình ở trên chiếc vang số BMB và của cái chú em ở Hà Nội này. Chú đang sử dụng một đôi loa cũng chưa phải là tốt, nhưng mà đối với lại em thì em cũng chia sẻ nhiều các bác anh em rồi, tức là như vậy là khi mà như vậy là chúng ta biết cài đặt vang số và khai thác được cái chất âm dựa trên những cái đặc tính của loa của vang số, thì vẫn có thể cải thiện được những cái thiết bị mà các bạn anh em đang dùng nó chưa được tốt. Chứ còn các bác mua loa, mua đẩy, mua mic về thì mic thì nó chỉ có cái một số dòng mic thì nó cũng có căn chỉnh thêm ở cái độ dốc ở trên đầu thu, hoặc là có thể là thay đổi thông qua nút gạt, nút lon, nút hai ở trên tay mic. Cục đẩy thì có thể là như vậy, cũng có thể là có nút nút cắt tần số thấp, hoặc là như vậy trên loa cũng có thể là có chế độ bổ sung thêm về cái giải âm của cái giải cao, thế thôi. Chứ còn để mà căn chỉnh để thay đổi tổng thể hay là nhiều mục nhiều chỗ thì chỉ có vang số mới thay đổi nhiều thôi. Thì bây giờ sẽ thử luôn cái vang số Theta này mà trên cái loa BMB này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Thì đấy là cái chất âm ở trên chiếc vang số Theta này, và em cài cho chú em với một cái tính chất là một đôi loa nó chưa được tốt, thì cũng cố gắng làm để cho chú này chú có thể là trước mắt chưa phải mua loa thay đổi loa mà vẫn có thể sử dụng được. Chứ còn test qua các cấu hình cũ mà chú này chú đang sử dụng thì rõ ràng rằng là chiếc vang số này là cài đặt nó chưa hết tầm, cho nên rằng là nó xảy ra các hiện tượng kể cả phần nhạc, phần mic nó cũng chưa được tốt. Cho nên là chú này chú sử dụng chú cảm thấy là cũng rất là buồn, nhưng mà khi mà gửi cho em xong thì có lẽ rằng là sau khi nhận lại thì chú này chú sẽ rất là hài lòng với lại cái chất âm mà như vậy em đã làm ở trên cái dòng vang số Theta. Thế còn những chiếc vang số X12 hay là cái dòng vang số mới này, đây là chiếc vang số mà có lẽ là lần đầu tiên em căn chỉnh, nhưng mà bất kỳ một chiếc vang số nào em có chỗ để mà căn chỉnh thì có lẽ rằng sẽ căn chỉnh cho các bác anh em cũng khá tốt.
trên những chiếc vang số mà các anh em gửi đến. Còn hai chiếc vang số cao cấp này là những chiếc vang số cao cấp có thể là giải quyết được rất là nhiều để trên những cái bộ dàn mà cái chất âm mình chưa tốt, như là loa chưa tốt, đẩy chưa tốt hoặc là mic chưa tốt, thì vẫn có thể là sử dụng để mà cải thiện được cái chất âm ở trên những cái bộ dàn chưa tốt. Đúng là nó đắt, thế nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư một chiếc vang tốt thì có lẽ rằng là không phải dùng equalizer, không phải dùng nâng tiếng, mà cái phần nhạc, phần súp rất hay, và cái phần mic, phần effect, thì có lẽ rằng các bác bỏ tiền ra mua một chiếc vang số cao cấp đắt tiền thì có lẽ rằng là các bác cũng sẽ hài lòng, ưng ý với lại cái chất âm của cái chiếc vang số đem lại. Chỉ có một điều là cái vấn đề cài đặt, khai thác và trên từng chiếc vang số như thế nào thì mới đem lại một cái hiệu quả cao nhất cho các anh em khi sử dụng.